hạnh phúc. Dạ xin cảm ơn mọi người. Dạ, lần đầu tiên thì cho em xin phép gửi chào trân trọng nhất tới quý anh chị báo chí. Em thay mặt đoàn làm phim gặp lại chị Bấu rất là vinh dự và hân hạnh khi mà được các anh chị đã bỏ thời gian ra. Em biết là những ngày này là những ngày cận Tết và những ngày này anh chị rất là nhiều việc, và anh chị vẫn tới đây đông đủ như thế này là một niềm vinh dự và rất hạnh phúc đối với đoàn làm phim gặp lại chị Bấu chúng em. Diệu Nhi xin chào quý anh chị truyền thông báo chí, và Diệu Nhi cảm ơn quý anh chị rất là nhiều và rất trân trọng sự có mặt của mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, cái ý của em cũng giống là những cái ý trước là dạ. Rất là trân trọng mọi người, không biết nói gì luôn. Dạ. Phước có giống mình không? Dạ, em cũng là người nói cuối rồi, cho nên là em cũng chúc mọi người có một buổi coi phim vui vẻ, thoải mái. Dạ, em cảm ơn mấy anh chị ạ. Cảm ơn mọi người. Em ngoài cái sự hồi hộp giống như của anh Trung ra thì em còn rất là mong chờ ngày hôm nay. Tại vì đây là sản phẩm mà không chỉ một mình anh Trung, mà em nghĩ tất cả giảng diễn viên ai cũng tâm huyết và cũng mong muốn được gửi tới cho quý vị khán giả để được khán giả xem và có những giây phút thư giãn nhất. Dạ em cảm ơn. Dạ còn về có hay gọi là Má Lê thì một vai diễn rất dễ thương của chị Lê Giang trong bộ phim lần này. Chị cảm thấy là muốn chia sẻ cảm xúc của mình hiện tại là như thế nào khi mà những phim được chiếu trên màn ảnh rộng và đây là những người đầu tiên cùng chúng ta thưởng thức bộ phim ạ? Lê Giang xin chào mọi người. Thật sự thì nãy giờ coi phim thì tới bây giờ ngồi ở đây mình vẫn còn cảm xúc, không biết sao mà nước mắt nó cứ trào ra. Mình thấy bộ phim nó quá dễ thương, nó làm cho cảm xúc ấy. Cho nên là mong mọi người thương và ủng hộ cho phim Gặp Lại Chị Bầu. Cảm ơn mọi người. Dạ, em cảm ơn chị Giang. Và về chị Nhi thì sao khi mà lần này mình là nữ chính của bộ? Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Nhi xem phim bản phim chính thức này, nhưng mà không hiểu sao đến bây giờ Nhi vẫn có rất là nhiều cảm xúc trong quá trình mình thưởng thức, cũng như là khi những Nhi nghe những cái tiếng cười của mọi người, những cái tiếng sụt sịt của mọi người, thì Nhi cảm thấy là cái thành quả của chúng ta. Dạ, có thể nói là sau một bộ phim rất cảm động như vậy thì cảm xúc của chúng ta vẫn còn rất là đông đầy. Thì hiện tại trong lòng chị Phước cảm thấy là như thế nào ạ? Dạ, hiện tại thì em rất là hồi hộp, em cũng mong chờ rất là nhiều vào những ngày sắp tới về phản ứng của khán giả, và em cảm thấy là ngày hôm nay là nó là một cái kết quả nó dễ thương, nó vừa vặn trong suốt quá trình mà tụi em đã đồng hành cùng nhau trong lúc tụi em quay phim. Em cảm ơn tất cả các anh chị ngày hôm nay, cảm ơn mọi người. Mỗi khi em nhi nhận một cái dự án nào, nhân vật như thế nào thì mình đều phải tìm hiểu cái nguồn gốc của nhân vật, tìm hiểu về cái kịch bản, cái câu chuyện của nhân vật, cũng như là để cho cái nhân vật đó thành hình thì mình cũng phải ngồi cùng với lại biên kịch, với đạo diễn, mình sẽ phải thể hiện cái nhân vật này như thế nào. Tất cả những nhân vật Nhi đóng từ trước tới giờ khi Nhi làm nghề không phải là Nhi đã từng như vậy hay là Nhi phải như vậy thì Nhi mới diễn được như vậy. Giống như là Nhi đã từng đóng kịch Mình Là Hồn Ma thì không thể nào là Nhi phải chết đi làm hồn ma thì Nhi mới diễn được vai hồn ma. Thì Nhi nghĩ là cái quan trọng mình thể hiện cái nhân vật như thế nào thì nó phải là từ cái câu chuyện của nhân vật và làm cùng với ý kiến mọi người. Mọi người cũng thấy là Nhi có một cái căn bệnh rất là nặng trong phim. Trộm vía không phải ngoài đời mình cũng phải bệnh, mình mới hiểu được cái cảm giác bệnh đó là như thế nào. Nhi cũng vay mượn rất là nhiều cái cảm xúc, cái kinh nghiệm của bản thân mình, của những người xung quanh, của gia đình mình, của những cái trải nghiệm mình đã từng trải qua trong thực tế với lại gia đình của mình, với bạn bè của mình, những cái câu chuyện mình đã từng nghe, từng được kể. Và khi mà mình vào với nhân vật của mình được sống với nhân vật của mình, và chị Giang, anh Trung cũng đã giúp đỡ Nhi rất là nhiều ở trong cái vai diễn Ngọc Huyền này, thì Nhi hy vọng là mọi người đã thấy được sự cố gắng của Nhi, một cái thể loại vai mà có lẽ như đây là lần đầu tiên mọi người thấy Nhi diễn cái thể loại vai này, nên Nhi hy vọng cái sự nỗ lực của mình được mọi người công nhận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh Đức. Mọi câu gì trước chị Quỳnh? Chị xin cảm ơn hai câu hỏi của em nha. Nói chung là chị cũng có một chút xíu áp lực á.
tại vì mỗi khi mà chị nhận một vai phim điện ảnh nào, chị cũng cân nhắc rất là kỹ càng. Và hiện tại là khán giả rất là thương mến chị. Và mỗi bộ phim gần đây, mỗi bộ phim ra là đạt hơn 100 tỷ. Đó là cái mà chị Lê Giang đang mong chờ, để bộ phim Gặp Lại Chị Bầu cũng sẽ vượt cán mốc 100 tỷ. Là một người nghệ sĩ như chị thì lúc nào chị cũng muốn đem một cái diễn xuất hết mình của chị cho mọi người thấy. Chị được diễn nhiều những thể loại, chị được làm nghề và được khán giả công nhận chị là một nghệ sĩ Lê Giang. Và ai đi coi thì có chị Lê Giang, đó là một cái niềm hạnh phúc của chị. Cho nên là em hỏi chị có hồi hộp hoặc là chị có đang lo lắng, chị có hồi hộp. Hôm nay chị coi được cái bộ phim này, thật sự nãy giờ chị nói với em là chị rất là cảm xúc. Không hiểu sao là tại vì đối với chị một cái phim tình cảm á, nó cứ ăn sâu vô trong lòng của chị. Và chị cảm nhận rằng chị diễn bằng tất cả tấm lòng của chị. Cho nên là khi mà chị nhận một vai nào đó là nó phù hợp với chị thì chị mới dám nhận, chứ chị không có dám nhận gọi là không có đúng với cái vai của chị. Cho nên là chị rất là hồi hộp và chị rất là mong chờ để mà ngày mùng 1 Tết và phim Gặp Lại Chị Bầu sẽ được công chiếu và khán giả sẽ nhìn nhận Lê Giang một lần nữa, để cho chị được gọi là được hạnh phúc thêm một lần nữa. Và lúc đó là Lê Giang yên tâm, mỗi lần mà mỗi dự án nào có Lê Giang tham gia, Lê Giang sẽ được khán giả ủng hộ Lê Giang thật là nhiều. Nói chung là chị vẫn thấy chị rất là hồi hộp và rất là lo lắng, tại vì khi bộ phim ra rồi thì còn sự gọi là chia sẻ hoặc là những nhìn nhận của khán giả nữa. Cho nên là mình cứ hồi hộp là bộ phim này chị Lê Giang sẽ ra phải thành công như những bộ phim khác. Rồi còn thông tấn hay là chị Cưng? Thì mọi người cũng biết là Lê Giang vừa rồi cũng nhiều phim gọi là chửi, thì cũng có nhiều vai để chửi chứ không phải lúc nào Lê Giang cũng chửi. Chị Lê Giang có thể diễn được tất cả, chửi cũng được, không chửi cũng được, điềm đạm cũng được, chữ cũng được. Chị Lê Giang rất là thích nhiều thể loại để mà diễn, để cho khán giả nhìn nhận Lê Giang không phải diễn một màu. Cho nên là trong cái phim nào thì Lê Giang cũng muốn có một chút tình cảm, một chút cảm xúc của mình trong cái phim đó, để mà đem tới cho quý vị khán giả. Nói chung là chị cảm ơn mọi người khán giả và chị mong rằng khán giả lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ chị những dự án sắp tới nữa. Cảm ơn mọi người. Thật ra thì tụi em cũng đã chia sẻ với mọi người từ lâu là tụi em lúc nào cũng muốn cho mọi người tập trung vào cái sự nghiệp riêng của mình. Nhưng mà vẫn là đồng nghiệp, là diễn viên với nhau thì đâu phải là mình cứ phải né để làm gì. Do kịch bản lần này mọi người cũng thấy đây là một cái vai diễn mà có lẽ là Nhi cũng đã chờ rất là lâu rồi. Và thú thật là Tú là người rủ Nhi đến với dự án này thì Nhi cũng rất là phân vân. Bởi vì Nhi cũng nói với Tú là thật sự đã là vợ chồng với nhau mà còn diễn phim tình cảm, phim tình yêu nữa thì thôi, là từ đó giờ là cũng có rất là nhiều dự án mời Nhi và Tú, nhưng mà Nhi cảm thấy là mình không phù hợp. Thì kịch bản lần này thì nó có những cái mà khiến Nhi phải suy nghĩ lại và Nhi tham gia. Còn với khi mà làm việc thì nếu không phải là anh Tú thì Nhi vẫn làm việc bình thường, miễn là cái kịch bản nó tốt, kịch bản nó hay. Cái việc khó khăn của mình đó là mình làm như thế nào cho cái vai diễn của mình nó tốt trong tổng thể bộ phim, chứ không phải là mình đóng với ai nó làm cho mình khó khăn hay là căng thẳng. Bản thân Nhi, ai đã từng làm việc với Nhi rồi thì sẽ biết là khi ra phim trường thì Nhi không có nhay, cho nên là Nhi rất là tập trung làm việc, người nhà hay là người xa lạ gì cũng vậy hết. Nhưng mà người nhà Nhi sẽ khó tính hơn, Nhi sẽ ngồi coi kỹ hơn. Nếu mà thấy chỗ nào chưa có suông mình đặt mình làm một người khán giả ngồi xem monitor thì mình thấy chưa suông thì mình góp ý diễn viên nhẹ xíu thôi. Sửa được thì sửa, không sửa được thì thôi, bước ra phim trường vẫn là vợ chồng chứ có gì gay gắt đâu. Chồng nha.
Dạ, thật ra thì như bé Nhi chia sẻ thì cũng khá là nhiều ý mà em cũng muốn nói rồi. Tại vì trước tiên thì em là người nói với cả anh Trung là vai này có thể Nhi làm sẽ là phù hợp nhất. Và bắt đầu em cũng về em rủ Dê và Nhi để vào thực hiện cái dự án này. Thì tại vì em chỉ nghĩ như này thôi. Bản thân em là người xuất thân ở bên sân khấu kịch và người đầu tiên trong những nhiều diễn viên khác mà em được đồng hành từ những lúc mà em mới bước ra trường là Dụ Nhi. Và em với cả bé Nhi đã diễn ở sân khấu kịch cũng gần cả chục năm và đã rất là hiểu cái cách diễn của nhau. Và em thực sự rất là thích diễn chung với cả bé Nhi. Và đây là một cái dự án mà em nghĩ sẽ rất là tuyệt vời nếu như mà có bé Nhi vào tham gia cùng mình. Thì đó, nên là em về em mới rủ bé Nhi vào. Dạ. Không thích, em nói thích là thích về toàn bộ cả về nghề nghiệp, về con người nên con dễ hiểu. Và nếu mà vẫn còn quý anh chị phóng viên nào chúng ta muốn đặt câu hỏi cho ekip thì chúng ta có thể giơ tay để chúng tôi có thể hỗ trợ quý anh.